Ha, xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Kyo đây. Và chúng ta lại tiếp tục đến với 5 điều mà các bạn cần biết ở trong cái phiên bản cập nhật sinh tồn mới này. Hiện tại mình vẫn đang ở bên Trung Quốc thôi. Và đúng như mình dự đoán thì hiện tại Việt Nam của chúng ta chưa cập nhật ở trong năm nay. Chỉ còn ngày hôm nay, ngày mai nữa thôi là kết thúc những ngày cuối cùng của 2022 rồi. Và vậy thì khoảng, mình nghĩ là khả năng là tầm tháng 3 hoặc là trễ lắm thì như tháng 5 cập nhật, nhưng mà chắc là tầm 3-4 gì đấy là chúng ta sẽ được cập nhật. Ok, thì 5 điều các bạn cần biết đó chính là gì thì mình sẽ nói đến với cái điều đầu tiên. Như các bạn cũng đã biết thì cập nhật đại dương lần này nó sẽ thay đổi luôn cả về cái giao diện bản đồ. Ok, thì mình sẽ ấn nút M là bật bản đồ lên ở trên máy tính nhé. Ở đây thì các bạn thấy rằng là thực ra mình cũng đã nói hết về những cái vấn đề là nó thay đổi như nào rồi. Chúng ta sẽ có thêm một tính năng nữa, nếu như mà các bạn click vào một cái điểm nào đấy thì nó sẽ tạo ra một cái tọa điểm và tọa độ điểm mà các bạn kiểu như là đặt dấu mốc vậy. Hồi xưa chúng ta có cái totem gỗ đào các thứ để có thể đặt tọa điểm nhà đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái mà chỉ tọa độ điểm như là cái này là nhà này, cái này là thức ăn này, cái này là có giường ngủ này, cái này là trồng cây này, hoặc là cái này là đi mỏ đi mai này. Còn một vài cái nữa thì mình cũng chưa rõ lắm, nhưng mà cái cách dùng nó như thế này. Mình sẽ click, ví dụ như là ở đây thức ăn đi, mình sẽ click là chỗ này có thức ăn đi. Đấy, đây nhà thì chúng ta sẽ click ở đây này. Và ở đây á, mình có tạo ra thêm một vài điểm rồi. Các bạn có thể xóa cái điểm này đi cũng được, nếu như mà các bạn kiểu như là thôi không muốn tạo cái điểm mốc ở đây nữa. Đây, một cái này, đấy, ok này. Cái thứ hai này, đó, các bạn có thể tạo được khoảng tầm mấy chục cái, nó ghi ở phía dưới này, mình đã có 3/60 này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tắt cái này đi nhá. Và các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái tọa độ ở phía góc đây, mình sẽ bay lại ha, bay bên này đây. Đó, nó sẽ hiện ra như vậy. Đấy, các bạn thấy không? Trên bản đồ nhỏ mini map ấy thì nó sẽ hiện cái mà mình đã click. Nói chung là cũng khá là hay ha. Và mỗi chỗ các bạn click ấy, thì nó sẽ hiện cái tọa độ luôn là x và y á. X và Z hay Y nhỉ? Ừ, nói chung là từ 2959 là các bạn có thể đi trục ngang trục dọc đấy. Ok, thì đây là một trong những cái khá là hay được thay đổi mới ở cái phiên bản cập nhật lần này ha. Và bây giờ mình sẽ đến với cái điều thứ hai mà các bạn cần biết ở trong cái phiên bản cập nhật lần này. Về tác dụng của những anh em dân làng trong cái khu làng chài này nó sẽ khác một tí so với những anh em dân làng ở cái khu sa mạc. Thì thực ra nó cũng được thêm một cái là thay vì là khu sa mạc có những anh thương nhân lang thang đúng không? Mấy anh ấy có rất là nhiều đồ và các bạn sẽ trộm, thì ở đây thì sẽ có trưởng làng bán gọi là câu cá nhưng mà tiện thể bán đồ luôn. Mình sẽ đi coi xem là anh trưởng làng ở đâu rồi ta. Lúc nãy vừa mới thấy xong mấy ổng chạy đâu rồi mọi người ạ. À đây 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 các bạn ạ. Chắc là mới ngủ dậy. Đây thì đây là mà anh trưởng làng của cái khu làng chài này, anh này hay câu cá. Và các bạn có thể mua được trang bị, thực ra mình thấy rằng là bán một cái thuyền với lại mấy con cá. Có thể chúng ta sẽ click và sẽ thay đổi gọi là mua một vài món đồ khác. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn có thể gặp anh trưởng làng khu làng chài này để mua đồ nhé. Còn lại thì mấy bạn dân làng này cũng không thay đổi quá là nhiều. Nhìn chung thì các bạn nếu như mà tấn công một thành viên ở trong cái làng này thì các bạn sẽ bị hội đồng. Không khác gì so với khu làng sa mạc cả. Mình sẽ ví dụ là đánh thằng bắt con này đây. Đấy, anh nhóc nhỏ này nè. Đâu rồi? Mày... đây các bạn nhìn nha, là nó kéo cả làng đấy, các bạn thấy không? Đó, nó kéo cả làng đến đường đánh các bạn đấy. Đâu rồi, ông trưởng làng sẽ đuổi theo các bạn luôn đấy. Ở đây là ba đứa này rồi. Đâu rồi, đứa trưởng làng đâu rồi ta? Chạy đâu rồi ta? Mình cha trưởng làng ấy chạy nhanh thật các bạn ạ. Và điều thứ ba đó chính là về độ sâu ở trong đại dương. Tất nhiên là nó sẽ được gia tăng thêm, bởi vì chúng ta sẽ có những cái vực đáy ở phía dưới đại dương cơ mà. Bây giờ mình sẽ thử xuống để xem nhé. Các bạn có thể thấy rằng là ở phía trục trong cái minimap của mình là 43 này. Và mình sẽ thử xuống sâu nhất là nó sẽ là bao nhiêu ha. Để mà xuống sâu nhất ở những cái phiên bản cũ là ngoài cái việc là các bạn kiểu như là chỉ có thể đào đi mai, sau đó thì các bạn đào sâu xuống phía dưới thôi. Còn ở đây thì nó sẽ là tự nhiên ở trong những cái khu mà có những cái vực sâu như thế này. Mình đang xuống được 23 rồi này. Chúng ta sẽ mò dần dần nhé mọi người. Ở đây là 19 này. Đây, chỗ này bắt đầu là có vẻ như xuống. Đây có magma này. 17, 15 này. Hiện tại mình đang ở mức 15. Để xem là nó còn mức nào nữa không. Bên này nào. Khu này còn không ta.
Hiện tại miền Nam vẫn thấy là gọi là ở mức 15 là độ sâu nhất ở cái khu vực đáy này thôi. Có thể sẽ có một vài con map nó sẽ sâu hơn một chút nữa, nhưng mà với độ sâu 15 như thế này thì các bạn sẽ chỉ còn đào khoảng vài ô nữa thôi là có thể chạm được cái khu đá gọi là đá giới hạn rồi. Rồi ok, mình sẽ thử đào xuống ha. Đây, thực ra thì về cái độ đá giới hạn thì vẫn là mức là 1 thôi. Đây là 4 à, nói chung là cũng tùy. Ví dụ như bên này này. Đấy. Ok, đấy đây là 1. Chính vì cái mức độ sâu là 15 nên là các bạn sẽ cần phải có cái máy thở oxy ha. Chứ các bạn không thể cố gắng mà ngụp lặn được nữa. Rất là khó khi mà nó ở cái độ sâu như thế này. Ở phía dưới này thì có những loại cá phát sáng và các bạn có thể bắt được nó. Nói chung là chỗ phía dưới này thì tầm nhìn nó khá là hạn hẹp. Điều thứ tư các bạn cần biết đó chính là hãy cẩn thận với những cái cây ở phía dưới nước như thế này. Đôi khi nó không phải là cây đâu mà nó sẽ là con cá đấy. Và sự khác nhau đó chính là những cái cây thì nó sẽ có những tán lá và phát sáng. Còn những con cá mà giả cây thì hãy cẩn thận, nó sẽ như thế này đây. Các bạn trông nó rất là chỉ kiểu như chỉ có một cành thôi, còn cây thật là nó sẽ có ba cành như thế này. Và mình sẽ thử đập ha. Đấy các bạn thấy không, nó sẽ trồi lên rất là nguy hiểm. Đây là những cái con cá mà nó sẽ tấn công các bạn nếu như mà các bạn đi thu hoạch những cái mầm cây phát sáng mà các bạn không biết ha. Và điều cần biết thứ năm đó chính là đôi khi các bạn đi thám hiểm đại dương sẽ gặp được cái đảo xương cá. Mình thì thường hay gọi là đảo xương cá tại vì ở trên cái hòn đảo này nó sẽ có hình một cái ngôi nhà như kiểu là con tàu đắm và có cái xương cá ở phía bên trên biển hiệu như thế này đây. Đấy, trông kiểu như rất là buồn cười luôn. Và ở trong này thì sẽ có một anh, chẳng biết là có phải anh thương nhân hay không, nhưng mà trông có vẻ không giống lắm. Tại vì là ảnh hình như là cũng không gọi là cho trao đổi gì. Để xem nào. Đấy, nói chung là mình click vào thì sẽ không có xuất hiện điều gì xảy ra cả. Còn ở đây thì ảnh đang nướng con gì đấy. Ơ kìa ổng đấm mình luôn các bạn ạ. Vậy là cái ông này không phải là thương nhân rồi, tại vì ổng tấn công mình luôn. Có vẻ như là đây là hải tặc về hưu. Đúng rồi. Thì cái khu đảo xương cá này trông cũng rất là đẹp luôn, tại vì là nó to mọi người ạ. Nó rất là to. Và cái sự trang trí của nó cũng rất là nhiều những cái khối khác nhau ha. Nên là các bạn có thể đến đây khám phá. Mình nghĩ chắc là chỗ này nó sẽ có kho báu gì chăng, mình cũng chưa rõ nữa. Có thể là nó có cái gì đấy chứ không, khi không mà họ sẽ tạo ra như thế này được. Đấy thì mình lỡ tay trộm đồ ổng, thế là ổng đánh mình nè. Bây giờ đồ rơi tờ lưa luôn à. Nói chung thằng cha này cũng không tốt lành gì đâu, các bạn hãy cẩn thận với cái ông này nhá. Trong rương thì cũng chẳng có gì mọi người ạ. Đấy, đây là những cái rương toàn là trống không thôi. Còn mình chưa biết là cái mục đích của cái đảo này sinh ra sẽ làm gì hay là chỉ gọi là tạo sự khó khăn cho các bạn thôi. Và đây là 5 điều mà các bạn cần biết khi mà sắp tới chúng ta sẽ được cập nhật bản sinh tồn. Thì mình chia sẻ các bạn một vài điều thôi để cho bạn rõ hơn là trong các bản cập nhật này nó sẽ có những cái gì ha. Và mình sẽ xin dừng tạm dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi. Bye bye.